À, xin kính chào quý vị. Hải Công Minh đang có mặt trong một cái ngôi làng cổ ở phía nam thành phố San Jose, Bắc California, miền Tây Hoa Kỳ. Sáng ngày Chủ nhật 27 tây tháng 3 2022 quý vị. Thì Hải đang có mặt trong khuôn viên của cái nhà sinh hoạt cộng đồng ở đằng kia nè quý vị, của cái làng cổ này. Thì làng cổ này nổi tiếng là nghề khai thác quặng mỏ bạc gần 200 năm trước quý vị. Thì những người Tây Ban Nha đầu tiên họ đến miền Tây Hoa Kỳ và họ phát hiện ra núi rừng Amadon ở phía nam San Jose có những cái quặng mỏ, nhất là mỏ bạc. Và quý vị nhớ trong lịch sử Hoa Kỳ thì miền Tây California nổi tiếng là tìm vàng, tìm bạc để đổi đời. Và đây là cái máy sàng lọc đá khoáng để lấy bạc nữa vậy. Và ngày nay nó trở thành cái di tích, chứng tích lịch sử đó vậy. Thì thời bấy giờ máy móc chưa có hiện đại nên quý vị thấy nhìn nó còn thô sơ, và cái máy này được giữ y như nguyên giống như thời hồi đó tới bây giờ. Và hôm nay Hải đã đến đây để hiểu được vùng đất Cali một thời là nơi tìm vàng, tìm bạc để đổi đời. Và ngày xưa người châu Âu muốn qua tân thế giới, qua nước Mỹ ngày nay để đổi đời cái gì, thì một trong những ngành nghề mà họ muốn đổi đời nhanh đó là về miền Tây Hoa Kỳ, bang Cali, nơi có rất nhiều khoáng sản. Và cái làng này nổi tiếng đó là làng khai thác mỏ bạc đầu tiên ở miền Tây Hoa Kỳ, có cách đây khoảng 200 năm quý vị. Thì ngày nay mình vô tham quan cái làng này vẫn còn những ngôi nhà cổ sau lưng quý vị thấy gần 200 năm. Rồi bây giờ mời quý vị theo Hải Công Minh tham quan một vòng cái làng cổ khai thác mỏ một thời lừng danh không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên thế giới cuối thế kỷ 19 quý vị. Và ở đây người ta có tóm tắt lịch sử bằng những cái bài viết ngắn gọn nữa gì, kể về vùng đất New Amadon. Cái tên Amadon này là xuất phát từ Tây Ban Nha, những người Tây Ban Nha họ đến và họ lập ra cái làng này. Và những người di cư qua đây thì họ sống bằng nghề khai thác quặng mỏ, và chính cục đá này người ta lấy từ cái di tích gốc là chỗ quặng mỏ ngày xưa khai thác bạc cái gì để về đây làm chứng tích. Và đây bên đây một cục đó, và trên đó người ta khắc cái bản tóm tắt lịch sử của cái làng, của nghề khai thác mỏ đầu tiên ở Hoa Kỳ. Và đây mình đi một vòng cái nhà sinh hoạt cộng đồng của cái làng nữa gì. Ở Việt Nam mình gọi là nhà văn hóa đó, New Amadon Community Club nè. Đó thì những ngày kỷ niệm lễ bà con trong làng sẽ tập trung đến đây để làm bạc ti, hội họp, sinh hoạt, ôn lại truyền thống làng nghề mỏ trăm năm trước quý vị. Và đây khuôn viên làng như thấy còn những cái trụ điện gỗ cổ nè. Và quý vị nghe tiếng chim hót, tiếng gà gáy khi đi dạo trong làng này quý vị. Giống như trở về miền quê ngày xưa trăm năm trước, cuộc sống rất là yên bình nè. À, giờ mình đi dạo một vòng. À, nghe tiếng chó sủa trong làng.
ta tưới bông này. Good morning. How are you? Good, how are you? Good, thank you. Đó, và ở đầu làng có khách sạn cổ này gì dành tiếp khách đến giao dịch mua bán vàng bạc khai mỏ đó, rồi làm ăn, hoặc là khách du lịch phương xa đến muốn tham quan làng ngủ lại đêm thì ở đây có cái mini hotel nữa gì đó, rất là cổ kính. Đây có tên là Hacienda, xây dựng vào năm 1875 quý vị. Ồ, nó bị cháy rồi 1848 xây lại và hoạt động cho đến ngày nay luôn nè. Đó, đây có chiếc xe limousine đó. Và giống như bao cái làng khác thì người Tây Ban Nha đến đây lập làng sống bằng nghề khai mỏ thì người ta cũng cần đến nhà thờ, có một ông cha để dẫn dắt về tinh thần cái gì. Và ngay đầu làng vô, nơi vị thế đẹp nhất, tôn nghiêm nhất của làng là ngôi nhà thờ cổ cũng cả trăm năm nữa gì, kiến trúc kiểu Tây Ban Nha này. Và ở đây những ngày lễ Giáng sinh, bà con trong làng sẽ tập trung đến đây để cầu nguyện. Và nhà thờ này có tên là Thánh Anthony, xây dựng trong vòng kỷ niệm 100 năm thế kỷ nữa vậy. À, và dân làng khuya khuya sáng sáng thức dậy nghe tiếng chuông nhà thờ trước khi bắt đầu ngày mới, đi ra mỏ quặng để công việc khai khoáng bắt đầu, nên làm cho họ vững tâm hơn giữa vùng núi đồi Amadên, miền Nam Cali. Và thời bấy giờ dân cư thưa thớt, Cali vắng vẻ vậy, chủ yếu sống là nghề khai khoáng và trồng trọt chăn nuôi gia súc, nho, bắp, ngũ cốc, để cung cấp cho miền Trung và bờ đông toàn nước Mỹ thời bấy giờ. Và đây là một trong những ngôi làng tiêu biểu cho sự bắt đầu của miền Tây Hoa Kỳ cách đây khoảng 200 năm quý vị, những ngày hình thành nước Mỹ đó. Và bờ Tây thì nó ra đời sau bờ Đông. Và đây là con đường chính dẫn ra ngoài làng, ra ngoài đường lộ lớn quý vị. Và đây chính là con suối Bạc nè. Đó, quý vị nhìn phía dưới nước chảy róc rách đó, thì dọc theo suối này là có nhiều khoáng sản rất nhiều quý vị. Tuy nhiên cái chỗ khai thác thì cách đây khoảng vài mai, và người ta sống quen con suối thì bao giờ cũng thuận tiện có nước sinh hoạt. Thiên nhiên hữu tình, nghe tiếng suối chảy róc rách, đặc biệt là mát mẻ vào mùa hè. Và ngay đầu làng người ta có bản tóm tắt lịch sử nữa vậy, di tích khai điều hành khai thác mỏ đầu tiên ở Cali vào 1824 nữa vậy. Và cái làng này đã được giống như Việt Nam mình gọi là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cái gì, đây là Bộ Nội vụ của Hoa Kỳ công nhận là làng di tích lịch sử cấp quốc gia, được bảo vệ bởi chính phủ Hoa Kỳ. Nó là một phần chứng tích của lịch sử những ngày đầu thành lập nước Mỹ ở vùng viễn Tây California, Hoa Kỳ. Rồi, bây giờ ra đậu xe đi về cái gì. Hẹn gặp lại cái gì clip tiếp theo. Wow, và không quên, ở đây có một cái tháp chuông để dấu hiệu bước vào đầu làng. Sau tháp chuông đó là cái nhà thờ hồi nãy đi qua cái gì. Và nhất là ngay đầu làng ở đây mới xây một cái tượng tưởng nhớ một vị anh hùng của làng. Đó là Patrick Tillman. Anh sinh ngày 6 tháng 11 năm 1976, nhỏ hơn ngài 2 tuổi vậy, và mất ngày 22 tháng 4 2004 ở chiến trường Afghanistan quý vị,
trong lực lượng của quân đội Hoa Kỳ và ông chẳng may hy sinh. Và trường học high school ở đây, Leland Middle School, Red Hattie Elementary School, trường tiểu học có gì, Rayston và làng, làm cái tượng ngay cửa vào để tưởng niệm giống như người con ưu tú của làng, tiêu biểu cho tinh thần vì một nước Mỹ an ninh dẫn đầu trên toàn thế giới. Và anh đã hy sinh. Và ở Mỹ người ta tưởng nhớ đến những người anh hùng của làng, của dân tộc rất cụ thể, rất rõ ràng như vậy. Và quý vị nhìn thấy bia mộ được khắc trên cái tảng đá này, chính là tảng đá tự hào của khai khoáng vàng và bạc ở Hoa Kỳ, lấy từ quặng mỏ gì. Và nơi đây tuy anh đã mất, nhưng hình ảnh của anh được dân làng đặt ngay cửa vào, luôn nhìn ra ngay đường quốc lộ, nơi mỗi ngày du khách có thể đi ngang viếng thăm cầu nguyện cho anh. Và tuy anh đã mất, nhưng tinh thần của anh, linh hồn của anh vẫn được người dân nước Mỹ tôn vinh mỗi ngày mỗi thời khắc. Thank you quý vị. Hẹn gặp lại quý vị nếu tiếp theo công viên Amadon Kutsura County Park, Santa Clara County. Goodbye quý vị. Thank you.